Vâng, xin chào quý vị các bạn nhé. Vâng, một không khí chuẩn bị ngày Tết tại khu vực các địa bàn thành phố Hà Nội, tại các khu vực chợ bán về loại hoa Tết rất là đông đúc, đặc biệt là ở chợ Vạn Phúc Hà Đông. Hiện tại mình đang có mặt đây là cổng vào chợ Vạn Phúc Hà Đông, chỗ chợ hoa Vạn Phúc. Một không khí ở đây các bạn nhìn thấy là đang rất là đông các bạn, tắc hết đường rồi. Khu vực chợ Vạn Phúc Hà Đông này rất là nhộn nhịp. Chợ hoa của Vạn Phúc các bạn thấy biết đến là một nơi rất là nhộn nhịp vào trong những cái ngày giáp Tết hàng năm, năm nào cũng vậy. Đặc biệt là ở thời điểm ngày sát Tết thì nơi là địa điểm tập trung cũng như là mọi người đổ về đây rất đông để tìm chọn những cái mua hoa cảnh. Cây cảnh chủ yếu là những các loại dòng hoa. Đặc biệt là có cả những cái cửa hàng bán về cá cảnh nhé. Hoa thì ở đây thì các bạn biết là nó rất là nhiều loại luôn. Nó gọi là chợ hoa lớn của Hà Nội. Chợ hoa Vạn Phúc Hà Đông, chợ hoa rất lớn của Hà Nội. Chính vì vậy là nơi tập trung địa điểm. Đây các bạn nhìn thấy khu vực phía này đang gọi như gần như là tắc nghẽn luôn. Các loại xe phương tiện ra vào đây khá là đông. Và ở chợ hoa Vạn Phúc ở thời điểm này có những gì, những loại hoa nào thì các bạn cùng mình sẽ đi vào phía trong để trải nghiệm cũng như là tham khảo một số những cái mẫu cây, mẫu hoa tại chợ Vạn Phúc này. Rất là đông các bạn. Hoa ở đây thì nó bạt ngàn các loại, trên đời không có loại thiếu loại hoa gì nhé. Đây là một vườn quất, gọi là quất tứ liên, quất chùm. Rất đông. Và đây là hàng cá cảnh. Mọi người đang xúc xích mua cá cảnh. Quay một chút về chỗ rất nhiều màu sắc. Em ơi, cái cá mà nhiều màu sắc là màu sắc là 10 ạ, mua 10 tặng 3. Cá to. Tức là 10 10.000 một con này em? Vâng, để to đấy là 10.000 một con, tất cả 10.000 một con ạ. Vâng. Cái con cá này. Cái đấy là 25.000. Rất đông khách mua cá cảnh. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong để khám phá chợ hoa nhé. Quất chùm. Là Tết không làm cây hạnh phúc rồi. Quá nhiều hoa. Cúc ngâm xôi.
xôi. Các bạn nhìn ở đây thì bát ngàn. Đó, đây là những cái dàn hoa theo kiểu giỏ. Mọi người đến đây mua rất là đông nhé các bạn nhé. Tắt cả đường luôn. Vườn hoa rất là anh ơi, cây em hỏi chút là cây này là loại hoa gì đấy anh nhỉ? Trà tử quý. Trà tử quý. Vâng. Cái cây này giá thành tầm bao nhiêu anh? Cái này 650. 650 một cây này. Vâng. Trà phú quý. Hoa đỏ rất đẹp nhỉ. Cây này thì cây này khoảng 1 triệu, bán được hơn 1 triệu. Cái to này 1 triệu ạ? 1 triệu. Vâng. Đẹp. Đây là một loại cây hoa trà quý. Cái to này có giá 1 triệu thôi mà. Có vườn hoa đấy. Cái vườn hoa cây của nhà vườn nhà Xuân Xuân có cả biển ở địa chỉ các bạn, số điện thoại nhé, ai tham khảo về mẫu hoa đây gọi trực tiếp cho chủ vườn. Đây các bạn, bên này thì là vườn lan, vườn gọi là hoa lan hồ điệp rồi, rất là nhiều. Để các bạn đi sâu vào bên trong này nữa còn rất nhiều mẫu. Đây một vườn lan thuộc kiểu dạng vườn Nhật. Bạn đi vào khám phá chỗ vườn Nhật này đi. Ôi giời, quá đẹp luôn. Khám phá vườn hoa trong vườn Nhật. Tinh hoa Nhật Bản. Quý vị các bạn thấy bên đây là một vào một cái cổng của thiết kế về vườn Nhật nhé. Trong này thì để treo rất là nhiều mẫu hoa cho mọi người vào khám phá. Đấy, đây là quang toàn cảnh của chỗ khu vực vườn Nhật ở trong này. Trưng bày rất nhiều hoa cây, cây cảnh và hoa. Mọi người vào đây chụp ảnh. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, chúng ta này, khả năng này tiếp tục đi vào ra phía ngoài chợ để khám phá thêm các loại hoa ở chợ Vạn Phúc rồi nhá. Nhà chị gái này nhiều mẫu hoa giỏi quá anh chị nhờ.
rực rỡ luôn. Hoa tím. Chia cho bỏ tí, cái hoa này là tên hoa gì kìa? Tại Yến Thảo. Tại Yến Thảo. Chị đang bán một cái giá này là khoảng bao nhiêu một dạng ạ? 200 ạ. Cũng rẻ chị nhỉ? Hai trăm nghìn một giỏ lã như này treo này. Rất đẹp các bạn, các loại màu sắc. Quá đỉnh. Đây một gốc đào cổ thụ. Thế giới của các loại hoa. Quý vị các bạn thấy chợ hoa Vạn Phúc là trong những chợ rất là lớn, rất là nổi tiếng của Hà Nội, có rất lâu đời rồi. Bình thường những ngày bình thường cũng vẫn bán rất nhiều, nhưng đặc biệt là những ngày Tết này thì mới là nhiều nhất. Trong cái này có những cây vạn tuế đẹp thế, cực đỉnh luôn. Này để lên cái bàn thì tuyệt vời luôn các bạn. Để bình giá cho mình. Ba tiền. Không biết chủ vườn đâu, hỏi em giá bao tiền đây. Hỏi chưa? Chưa hỏi. Không biết chủ vườn đâu. Đâu rồi? Nhà bán cơ hàng ơi. Chị ấy vẫn của chị đây à? Giá tiền một chậu là chị. Anh ký là có 21 thôi. Thế này là nó là vạn tuế đúng không? Ba tiền gì? 2 triệu bút một chậu. Thôi dành về gia đình lắm. Nhưng mà nó đẹp thật. Chơi này có đẹp luôn. Và đây là rất đặc biệt, một chậu vạn tuế nhé. Nó lại kiểu nó củ gốc nó tròn tròn này. Đấy. 2 triệu mốt. 2 triệu mốt là giá của nhà vườn đưa ra. Đó, rất đẹp. Xem để vào góc bàn nào đó trong nhà thì tuyệt vời luôn. Không, cái hôm vừa rồi em mang cho chị mấy cây đấy. Rất đông mọi người. Thì kiểu ra hoa hải đường này. Anh Thảo mấy hồng hạ xuống còn 120. Anh Thảo. Trăm hai một chậu. Và không phải là anh Thảo bố mới có hàng cơ. Mình cứ trả việc của mình. Yên tâm là tim thằng ấy này là nó chắc lắm, nó rắn lắm. Anh Thảo bố mới có. Ê, cái tên của cái cây này cái gì ấy nhỉ? Dạ. Dạ. Chị kia. Nói xả được 100. Nghe chưa?
Bán đôi à? 3 cây luôn. Tí chở à? Cái này không phải... Hai lo chở. Các khách. Ê, Hồng ơi, thằng ơi. Thì anh ở đây. Ơ chị gái, cái tên của cây này cái gì nhỉ? Cái gì ạ? Cái tên của cây này là cái gì ạ? Đại gì mà em quên rồi. Đại gì không? Đại Phúc Lộc hay đại gì? Đại Phúc Lộc. Quên rồi. Cái cây này giá giá thành có đắt không chị? Em vừa mua một cái cây khoảng tầm 2,5 triệu là cái cây đang sở rồi. À, hay cái cây to kìa. Em chơi hết thằng riêng của mẹ ra. Lên trước chơi thế thôi. Chắc không với cả 5 mét thôi. Chị gái mà mua cây vừa rồi trở là 2,5 triệu. Ủa, nó đặt hết kìa, còn cái gốc to. Thì lâu năm rồi. Thì là 9 triệu. Nào có lấy cúc không thì treo nó chở cho. Không, thấy mỗi một đầu đẹp thôi. Mỗi cái đầu này là đẹp thôi. Nhà cô trong kia còn đài đang đẹp luôn. Bao nhiêu mà về? Cái dòng cây vừa mình vừa cái kia rất đang rất nhiều đây, 2,5-3 triệu cây. Nhiều chưa, dọc theo đoạn đường này vào trong chợ hoa Vạn Phúc là bạt ngàn cái dòng hoa. Các bạn nào yêu thích hoa thì tới đây thì tha hồ lựa chọn tùy theo các loại giá, mệnh giá của các loại cây. Mẹ ơi, có cái gì hả con này? Rất nhiều rồi. Em à, chưa có phải cây này cây bỏng đúng không? Vâng, cây bỏng. Có bỏng. Vâng. Nằm trong cái chậu nhỏ nhỏ rất đẹp. Chị đang bán bao tiền một khóm này chị? Chị gái ơi. 80.000 ạ. 80.000 à? Rẻ nhỉ, cũng đẹp ấy. Hoa màu tím, hoa gì? Hoa phong linh. Hoa phong linh 60.000 một chậu đấy. Nhỏ nhỏ, mini. Hey. Nhiều loại này, không biết tên là gì luôn. Nhiều loại lắm các bạn ạ. Hiểu cái hoa đại hội là hoa gì anh nhỉ? Hoa này là hoa gì? Thanh liễu anh ơi. Thanh liễu. Bao nhiêu một cành anh ấy? Và một cái cành lẻ là anh lấy là cây lẻ là 130. Còn lên chậu này là cả chậu, cả đất, cả cây là 473 cây. Nhưng mà nói về bền thì anh cũng phải biết. Bền được bao nhiêu? 2-3 tháng. 470. Cái bền nó phải mang hàng với lát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp. Trồng lại được rồi nhé. Rất là nhiều chị em. Không bảo là trồng mình trồng lại là đúng. Đâu? Đẹp quá. Em trồng cây. Quan trọng nhất là chị phân vào. Các bạn Zalo với em. Cứ một tháng thì cứ lại cây ra một lần là nó ra. Là nó ra. Phải tưới nước không? Có ạ, cây nào phải tưới nước không? Phải tưới nước thường xuyên à? Không, không phải thường xuyên lắm đâu. 2-3 ngày tưới nước. Chậu gỗ này để trồng dọc lan đấy. À để lên lên chậu lan đấy. Chậu lan này gục. Các loại hoa lan. Vâng quý vị, các bạn thân mến, là một không khí cực kỳ náo nhiệt về chợ hoa của ngày Tết, chuẩn bị phục vụ tất cả mọi người đến mua hoa tại chợ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, trong cái thời điểm đúng vào cái thời điểm hôm nay là ngày 16, 17 âm lịch rồi. Chục ngày nữa thôi, chúng ta bước đón năm mới rồi. Tất cả các mọi người sẽ đi mua sắm hoa, cây cảnh để chơi Tết. Rằng mình cũng muốn chia sẻ một số những cái hình ảnh tại chợ hoa Vạn Phúc, gửi tới các bạn cùng đón xem trong những ngày cận Tết. Về cái thị trường, về hoa, về cây cảnh, mong quý vị các bạn tham khảo tại chợ Vạn Phúc nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video và hẹn các bạn ở nhiều video trên địa bàn Hà Nội về cái không khí, cái thị trường của cái ngày cận Tết. Mong quý vị và các bạn cùng đón xem và xin chào, hẹn gặp lại.